Đây em Cam, lùi dịch ra đây, chúng mình sẽ trải thảm ra đây nhá. Ngồi đây. Nào em Cam cầm chắc vào. Rồi, hạ xuống nào. Đấy, thế là ngồi vào đây là không sợ bị bẩn nhá. Rồi, em Cam ngồi vào đi. Ok không? Tớ cũng ngồi vào đây. Tớ mỏi chân quá rồi. Ngủ luôn một giấc. Em Cam với bạn Trang đi chuẩn bị đồ ăn đi nhá. Tớ khoác ba lô, mỏi lắm rồi, bây giờ tớ đi ngủ đây. Em Cam hôm nay sẽ biến thành một cô đầu bếp nha. Đấy, nấu các món ăn cho chị với cả anh Nhím ăn. Đầu tiên là phải đeo tạp dề vào đã, để chế biến món ăn không bị dây ra váy đẹp. Em Cam nên sẽ mặc một chiếc tạp dề màu cam. Sau đó sẽ đội một chiếc mũ đầu bếp nữa, để tránh cho tóc bị rơi xuống đồ ăn nha. Bây giờ chúng mình sẽ đi chế biến đồ ăn thôi. Chị Trang rất thích mày. Ăn đến rồi. Anh Nhím mới dậy thôi. Ôi nấu xong rồi. Em Cam vừa cho cái gì vào mồm anh đấy? Em vừa nào đấy? Đồ ăn có rồi à? Đâu mang lên chân nào? Trông có vẻ ngon đấy. Nhưng mà những cái gì đây mà trông lạ này? Đây, rõ ràng là một con cá sấu mà. Em xuống hồ em bắt cá sấu lên đấy à? What the hell? Này các bạn ơi, còn đây rõ ràng là một con thỏ mà. Chết, em Cam lại toàn đi bắt động vật về để nấu à? Toàn cá sấu với thỏ này, cả gà nữa này. Không phải đâu. Thế đây là những cái gì đây? Kẹo. Đây là kẹo à? Em Cam làm kẹo hình các con vật cậu ơi. Wow, khéo tay ghê cơ. Nào, tới đây ăn lại cứ thấy nó ngọt ngọt các bạn. Thế thì được rồi, bây giờ bọn mình ra đây ăn thôi. Chờ em Cam làm kẹo một tiếng không xong, trong khi đó chị đã đi mua được bao nhiêu đồ rồi đây này. Đấy, ăn kẹo thì phải ăn hoa quả cùng thì mới ngon, nó không bị ngấy. Đây là cái gì đấy? Đây, tớ vừa đi mua quả. Này, cậu biết là quả gì không? Quả cà chua, quả dâu tây. Em Cam thử ngửi và đoán xem có biết đây là quả gì không nhé. Mùi gì là thối nè. Sao em Cam lại nói thối? Quả này thơm như thế này mà. Đây là ruột của quả gì, các bạn nào biết không? Quả sầu riêng thối. Quả sầu riêng thối à? Đúng rồi, đây là quả sầu riêng đấy. Quả này mà thối, quả này ăn hơi bị ngon đấy. Ăn hơi bị thích ăn đấy. Nè em Cam miếng không? Cùng đi ăn đầu tay thôi. Ngon thật đấy. Tớ ăn quả này mới mọc này này. Cái gì đây cậu ơi? Đây này. Sao tự nhiên lại lăn lên đây thế này? Nhìn trông như một con vi khuẩn ấy. Cậu ơi, người thì tròn tròn, xong thì ở trên mọc đầy những cái nốt sần sùi cậu ơi. Ui, đúng rồi, ghê thật đấy. Đây đúng là con vi khuẩn rồi. Nhưng mà sao nó lại chạy đến đây nhỉ em Cam nhỉ? Nó đòi ăn thức ăn của mình nhá. Không được, không thể cho bọn này ăn được. Nếu mà nó ăn rồi á, nó sẽ lớn lên to nhanh lắm em Cam ạ. Những con vi khuẩn này ở trong đồ ăn hàng ngày của chúng mình cũng có đấy. Chính con vi khuẩn này làm cho đồ ăn bị ôi thiêu đấy các cậu ạ. Em nghe thấy những cái tiếng gì ở đường kia kìa. Ui, liệu có khi nào lại là những cái con này không cậu nhỉ? Chúng mình thử lại xem đi. Đây này, các cậu ơi, nếu mà nhìn thấy ở đây có mấy cái con vi khuẩn này, tròn tròn này, xanh xanh này, đỏ đỏ này, con nào cũng người đầy gai luôn. Mình không được chạm tay vào đây đâu nhá. Con vi khuẩn kia chắc chắn là đồng loại của mấy con này cậu ơi. Lại đây mà xem này, tớ còn phát hiện ra có những con vi khuẩn siêu to khổng lồ luôn. Mà chúng đang đứng ở trong đấu trường à. Đấu trường này để làm gì? Đấu trường này là đấu trường của các loại vi khuẩn. Để thi xem loại vi khuẩn nào mạnh hơn đấy. Nhìn này, chúng dùng những cái tay để đấm mốc như những võ sĩ. Wow, thật là ghê gớm. Những con vi khuẩn này còn khổng lồ hơn cái con vừa lấy lan tới. Cái này nữa này. Đây này cậu ơi, nhìn thấy chưa? Con này nó có cả hai cái thân cơ. Ở dưới là một cái bụng to. Còn con này thì sao? Wow, đây là ba con dính chặt vào nhau. Nó có cả mắt này, cả mồm này. Vi khuẩn mẹ, vi khuẩn con các cậu ạ. Đây còn có cả
zombie nữa này. Ui, sợ thật đấy. Ui, con này trông như một con zombie này, vi khuẩn zombie. Hai cái tay thò về hai phía trước này. Thì vi khuẩn sẽ không phát hiện ra chị em mình. Ui, em Cam ơi, con vi khuẩn cũng phát hiện ra chị em mình ở đây. Ui, mấy con vi khuẩn này định làm gì vậy Cam? Ô, tiêu của em Cam đâu rồi, Cam ơi. Ui, những con vi khuẩn nó đã bám đầy vào người chị rồi, cả người em Cam nữa. Có ai ở đây không? Cứu chúng tớ với. Xịt này, xịt này, xịt này, xịt mấy con vi khuẩn này, tránh ra đi, tránh ra đi. Đây chính là cái bình xịt sát khuẩn đấy các cậu ơi. Tớ vừa tìm được trong ba lô. Mình xịt xịt thế này sẽ đuổi được lũ vi khuẩn đi. Ôi, may quá, may mà các bạn nhím đến kịp. Không là lũ vi khuẩn có khi chúng nó chúng tớ ở trong bụng rồi ấy. Có một con vi khuẩn to khổng lồ đuổi em Cam. Thế nào tớ mới gọi em Cam trốn vào gốc cây. Thế nào, để chúng phát hiện ra. Cái bình xịt ấy chỉ xịt được những con vi khuẩn bé thôi. Còn muốn diệt những con vi khuẩn to phải dùng đến cái súng mạnh như này cậu ơi. Đây nào, nhìn thấy chưa các cậu ơi? Một con vi khuẩn có chân to đùng. Cho mình một phát này. Con vi khuẩn nó đổ ra kia. Đúng rồi, tớ phát hiện ra một cái bạn này trông lạ lắm. Hả? Đeo hai cái găng tay màu đỏ. Mà đằng sau đây này, vũ khí của bạn ý không phải là một thanh kiếm, một thanh súng, mà là một cái mũi tiêm siêu to khổng lồ. Chắc chắn bạn này chính là người chuyên tiêu diệt các cái con vi khuẩn ở đây. Đây này, tớ còn nhìn thấy một bạn đang dập chết một con vi khuẩn này. Con vi khuẩn bị bẹp rồi này. Thế thì đúng rồi, những cái bạn này là những bạn chuyên tiêu diệt vi khuẩn rồi cậu ơi. Đáng lẽ ở đây có quá nhiều vi khuẩn, trong khi đó đạn của tớ thì có hạn, nên là mình phải nhờ những cái bạn này giúp đỡ cùng thôi. Còn tớ sẽ sử dụng cái bình xịt này để giúp cậu tiêu diệt những con vi khuẩn con. Nhìn này, ở đây có một cái bình sát khuẩn đã bắt được một con vi khuẩn con. Để tớ sẽ xịt con vi khuẩn này giúp bạn nhé. Ui, nhìn này, con vi khuẩn này nó có nhiều chân nhiều tay thật đấy. Xịt xung quanh này, phía trên này chính là một cái vòi xịt khổng lồ đấy cậu ơi. Để chuyên xịt vào các cái con vi khuẩn này này. Lại đây mà xem, phía bên dưới cũng còn một con vi khuẩn con nữa. Xịt nữa này, xịt nữa này, bên này nữa này. Nhiều vi khuẩn quá, chỗ nào cũng thấy vi khuẩn thôi. Ở đây có một con vi khuẩn bị bắt rồi này. Ở đây cũng có một con bị trói tay vào cây rồi này. Oh no. Bên này là một cái bình nước rửa tay đang đánh và đấm một con vi khuẩn khác. Con vi khuẩn này bị đấm bẹp rồi này. Ghê ghê ghê. Tớ đã bắt được lũ vi khuẩn này đầu hàng rồi Trang ơi. Chúng dương, chúng dương cờ trắng rồi này. Giơ tay lên. Bây giờ tớ sẽ nhốt lũ vi khuẩn này lại nha. Cái mũi tiêm của bạn chiến binh lúc nãy đã tiêu diệt được 3 con vi khuẩn rồi này. Các bạn nhìn này, cái kim tiêm xuyên qua phát 3 con luôn. Này Trang ơi, bây giờ tớ đã bắt nhốt các con vi khuẩn này, còng hết tay lại rồi để chúng không thể chạy đi linh tinh được nữa. Đây này, con to khổng lồ này cũng bị khóa tay vào rồi. Ui, cả những con kia nữa. Rất nhiều các con vi khuẩn đã bị bắt rồi các bạn ơi. Nhìn này, mặt chúng con nào con đấy đều trông rất buồn. Bây giờ tớ nghĩ chúng mình phải bắt hết các con vi khuẩn này cho vào trại giam cậu ạ. Nếu như mà để bên ngoài như này thì rất có thể chúng sẽ thoát ra được. Đây rồi, có một cái trại giam vi khuẩn Covid đây rồi mọi người. Đây này, bên trong này sẽ là nơi giam giữ những cái con vi khuẩn gây tội ác đây này. Wow, trong này có sẵn 3 con vi khuẩn rồi. Bây giờ chúng mình sẽ phải rùa lốt mấy con vi khuẩn khác vào trong này. Đúng rồi, ở đây có những cái song sắt nên lũ vi khuẩn này không thể thoát ra ngoài được nữa đâu. Yeah, thế là chúng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi. Đi về thôi.